Quý vị và các bạn thân mến, nếu như quý vị và các bạn đã từng đọc truyện Kiều của Đại Thi Hào Nguyễn Du, chắc hẳn chúng ta đều nhớ đến một trong những câu thơ tả cảnh chia ly. Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy, thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu xanh ngắt một màu, lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai. Trong chương trình hôm nay, tôi xin phép được tiếp thị đến quý vị và các bạn hai châm ly đền ông của Nhật Bản. Đây là những châm ly đời cao, có cách thiết kế rất thời trang, với hình thức nhỏ gọn nhưng lại đem lại cái sức mạnh rất là uy lực mạnh mẽ trong phần công suất. Và đặc biệt bên tay phải các bạn nhìn thấy một trong những siêu phẩm, đó là âm ly Akufei E408 của Nhật Bản. Tất cả những yêu cầu về mua sắm và tư vấn phối ghép xin gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số trên tấm biển. Hiện nay các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp hay những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Quý vị và các bạn nhớ hãy dùng tính năng theo dõi để cập nhật các hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ như dòng chữ nhỏ dưới cùng của tấm biển. Và hiện nay tôi đang có hai kênh YouTube, kênh thứ nhất có tên là Cương Audio và kênh thứ hai có tên là Âm Thanh Vàng. Các bạn vui lòng đăng ký theo dõi kênh. Những quý vị và các bạn có nhu cầu về sửa chữa các thiết bị audio có thể gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới của màn hình. Quý vị và các bạn thân mến, có rất nhiều người trước đây đã sở hữu những chiếc âm ly Akufei rất đắt đỏ, ví dụ như cái dòng 480, 470, 408, hay những người đã sở hữu qua những dòng âm ly đền đông, ví dụ như cái dòng 1500, 1500R, rồi có dòng 2000, 2000, 35 mã, 45 mã, v.v. Các dòng đền đông 890D, 890DG, hay như trước mắt các bạn đó là đền đông 1500SE, đền đông 1500AE, thì các bạn thấy là hiện nay thì có rất nhiều anh em khi chúng ta chơi một thời gian thì chúng ta hay có cái xu hướng là nâng cấp và chúng ta mong muốn đi tìm cái chất âm mới lạ hơn. Thì các bạn thấy là không phải là chúng ta thấy nó không hay mà chúng ta phải thay đổi, mà bản chất của chúng ta là luôn luôn tìm tòi cái sự mới lạ. Tức là các bạn hiểu là chúng ta luôn luôn hướng đến cái đẹp, cái chân, cái thiện, cái mỹ mới theo phong cách mới. Chính vì vậy mà có nhiều anh em đã chia tay những dòng sản phẩm như tôi vừa đọc tên vừa điểm danh ở trên, nhưng ít nhiều trong lòng nó vẫn để lại cho chúng ta những cái kỷ niệm sâu sắc về cái chất âm, có thể nói là âm thanh rất đẹp, có thể nói là chất âm đẹp đang lắng đọng trong lòng của mỗi chúng ta. Và hôm nay thì các bạn đang nhìn thấy trước mắt. Trước hết ta nói về chiếc âm ly Akufei 408, thì các bạn biết là các dòng, ví dụ như tôi đang có rất nhiều các dòng, ví dụ như 306V, rồi các dòng 406, 303X, rồi các dòng kéo đẩy Akufei 300L, 200L, v.v. Thì các bạn thấy là mỗi một dòng thì nó cũng có một cái đặc trưng về cái chất âm. Nhưng đối với dòng 408 thì các bạn thấy là đối với âm ly Akufei 408, nó được lựa chọn những cái linh kiện cao cấp nhất của xứ sở hoa anh đào để lắp ráp tạo nên một trong những cái sản phẩm đình đám gây bão một thời đối với những người chơi audio. Chiếc âm ly này có trọng lượng xấp xỉ 24kg và công suất cực đại của nó, tức là công suất tiêu thụ của nó là 460W. Như vậy là đủ lớn để các bạn có thể điều chỉnh những cái dòng loa kiểu như Tannoy 12X, các dòng Berkeley, các dòng Arden tôi đang có, những dòng JBL khủng, kể cả những dòng 300 Smith v.v. Thì các bạn thấy khi đánh vào các dòng Tannoy, các dòng JB hay những dòng BVK, tiếng rất là mềm ngọt, ấm áp. Chiếc âm ly này với tình trạng xuất sắc, không một tì vết như các bạn thấy. Và các bạn thấy là tất cả hệ thống chỉnh mắt chép của nó nằm ở phía trong một cái tấm đậy rất là êm ái. Đây là điều khiển từ xa. Và các bạn thấy là những dòng âm ly của Akufei thì bao giờ thế, thường là nó khá là mắc. Tức là chúng ta nói là nó mắc, nhưng đối với những người chơi sâu và những người mà chúng ta có cái sự đam mê mãnh liệt và đặc biệt là có cái điều kiện kinh tế một chút, thì các bạn thấy là những dòng Akufei thật sự nó xứng tầm đẳng cấp, xứng với đồng tiền bát gạo bò ta. Không có bất cứ một cái tì vết nào cả. Và các bạn quan sát ở phía sau của nó này, còn nguyên cả những cái nút nhựa đậy. Đấy, các bạn thấy là những cái nút đồng này này, thì thường thường là theo thời gian, những cái này này, thì ít nhiều là nó sẽ có cái hiện tượng là nó sẽ hơi bị oxy hóa một chút. Tuy nhiên thì thấy những chiếc âm ly Akufei mà còn nguyên cả cái hệ thống nắp nhựa đậy, đấy, thì các bạn thấy là rất ít chiếc còn được như vậy. Đẹp có cạnh, thiếu cái thùng xốp thôi ạ. Rất nhiều cái tính năng, kể cả các bạn có thể chơi nâng cao trình độ bằng cách can thiệp âm sắc và cái việc lắp thêm những cái cảm audio vào đây. Thì cái này thì tôi đã có video nói từ những năm 2016-2017 rồi. Ngoài cái việc tiếp nhận tín hiệu theo cái đường analog, tức là đường bấu xen, thì các bạn lại có thể tiếp nhận tín hiệu qua cái đường ba chân này. Ví dụ như các bạn có thể dùng những chiếc đầu CD Sony hay những chiếc đầu CD Tech 25XS hay Sony X
S7 SA mà tôi đang có của Sony thì các bạn thấy nó thường xuất tín hiệu theo với đường ba chân này, thì sẽ làm cho âm thanh trong trẻo hơn, tinh tế hơn. Và có thể nói rằng sở hữu một trong những chiếc âm ly như thế này bày lên trong cái kệ của gia đình chúng ta thì các bạn sẽ thấy nó tăng thêm cái tính thẩm mỹ và nó như một cái niềm kiêu hãnh đối với những người chơi audio như chúng ta. Các bạn khi cắm điện ấy, thì cái đèn Akufei nó sẽ sáng lên và hai cái đồng hồ VU nó sẽ ve vẩy, tức là đẹp mắt và chơi hay bày đẹp đúng nghĩa. Chiếc ly này trên thị trường hiện nay với tình trạng đẹp như thế này thì anh em bán thấp nhất cũng là 81 triệu đồng. Còn thường thường anh em sẽ bán vào khoảng 83 đến 84 triệu đồng. Tuy nhiên tôi để cho các bạn giá 80 triệu đồng. Các bạn những người hiểu sâu về dòng này thì tôi nói như vậy, cái mức giá là có lẽ các bạn quá hiểu rồi. Hướng sang bên này thì chúng ta lại nói về những dòng âm ly của Denon. Thì có lẽ là các dòng Denon thì các bạn rất là quen thuộc. Denon 890DG, dòng có tem hay dòng không tem. Cứ mặt vàng này là 890DG tích hợp giải mã DAC. Và các bạn thấy 890D đấy, thì cũng có dòng có tem và dòng không tem. Nhưng nó có rất nhiều phiên bản dành cho nhiều thị trường thì nó có một cái chút khác biệt thôi. Nhưng đối với những cái dòng mặt vàng chanh hay toàn thân bạc như thế này thì các bạn thấy đặc biệt là ở những dòng 1500R, 1500R 25 mã đã làm cho chúng ta cảm giác thì nó rất là tuyệt vời rồi. Chất âm của nó được tăng cường cái giải cao làm cho chúng ta ở giải cao trở nên chi tiết bóc tách bật các giải âm hơn. Thì các bạn nhìn thấy đây là 1500AE, tôi nhắc lại 1500AE. Chiếc ly Denon 1500AE này còn nguyên điều khiển từ xa và công suất của nó là 285W. Đây là 1500SE. Cũng còn nguyên điều khiển từ xa. Như vậy là 1500AE thì công suất 285W, 1500SE thì công suất 295W, nó sẽ lớn hơn thằng này 10W. Tuy nhiên thì các bạn thấy là những chiếc ly Denon lực điền mà từ xưa đến nay các cụ truyền tay nhau đánh được rất nhiều những cái dòng loa khó tính thì có công suất là 245W. Đây là những chiếc ly có công suất 245W. Nhưng chuyển sang những dòng như thế này, các bạn thấy người ta đã thiết kế ở dạng tăng phô kép, tức là nó sử dụng tới hai biến thế để tăng cường sự ổn định nguồn và có khả năng kháng nhiễu bóc tách các giải âm rất tốt. Tức là nó sẽ sử dụng tới hai biến thế để cấp nguồn độc lập cho hai kênh phải trái, một trong những cái dạng theo kiểu dạng block mono hay còn gọi là dual mono, chính xác là dual mono. Block thì người ta phải tách nó làm hai cục, còn hai cái tăng phô được thiết kế ở trong một cái thân như thế gọi là dual mono, theo một cái dạng như thế, theo dạng là dual mono, thì nó có cái ưu điểm là tăng cường chống nhiễu tốt. Và đối với những dòng này thì các bạn thấy người ta thiết kế rất là gọn gàng và nhìn nó rất là sang trọng. Thì những dòng này các bạn có thể sử dụng đánh vào các dòng loa Calip, các dòng JB, các dòng BV kép, các dòng loa Boss, rồi các dòng sạc Vin Vega, vân vân, kể cả một số dòng loa Pioneer, thì các bạn sẽ thấy âm thanh của nó có cái tiếng bass rất là sâu nặng. Chính xác là tiếng bass của nó căng và nặng chứ không phải là sâu nặng, mà nói là tiếng bass của căng chắc và rất là nặng. Đấy là cách miêu tả chính xác là như vậy. Thì các bạn thân mến, những chiếc ly Denon này thì có giá như thế này: 1500AE còn nguyên khiển giá 13 triệu đồng. Đây là 1500SE còn nguyên khiển thì giá 14 triệu đồng. Đây là một trong những cái mức giá rất là hợp lý cho những chiếc âm ly có hình dáng nhỏ gọn nhưng lại đem lại cái sức mạnh tiềm ẩn trong nó mà tôi vừa thông báo, thì có lẽ là rất nhiều người sẽ cảm thấy là yêu mến và bất ngờ. Và đây là những cái bộ dây AV made in Germany, sản xuất tại Đức, có cả chiều mũi tên. Đấy, thì các bạn thấy những cái bộ dây xịn này thì giá 1.500.000 đồng. Còn các bạn mua những dòng dây fake của nó thì khoảng tầm một vài trăm, thậm chí vài chục nghìn thì rất là nhiều. Thì tôi đã nói các bạn rồi, trong một cái bộ dàn ấy thì vai trò của những cái bộ dây tín hiệu nó quan trọng lắm. Những cái bộ dây tín hiệu thì nó giống như mạch máu trong cơ thể của chúng ta. Mạch máu mà nó khỏe mạnh thì nó sẽ đem lại rất nhiều cái sức khỏe cho chúng ta. Nó vận chuyển tốt chất dinh dưỡng, oxy đi nuôi các tế bào. Nhưng nếu như mà mạch máu nó có vấn đề một cái thì nó có thể sẽ ngăn cản cái quá trình đó. Thì đối với cái dây tín hiệu trong bộ dàn âm thanh cũng như vậy. Ở bên này thì các bạn nhìn thấy này, đây là 2045 mã, Denon 2045 mã. Đấy. Ở trên này tôi có cả CD Denon QS10 này, tôi QS10 35 mã limited này, đều có cả các dòng của CD Denon 1500AE đều có. Và các bạn nhìn thấy đây là một cái cặp loa JBL, đó là 120T. Chính xác là 120TI. Thì các bạn thân mến, chúng ta quan sát qua một chút, tôi quay qua cái tình trạng. Thì các bạn thấy đây là 120TI, nó rất là nặng. Có rất nhiều cái công tác để giúp cho các bạn có thể bật điều chỉnh được cái hiệu ứng âm thanh của giải mid cũng như giải chép.
và cặp loa này vàng óng, đẹp như thế này các bạn thấy này, đấy, rất là tự nhiên. Cặp này nó sử dụng một bát 30, một mít giấy và một chép titan và một lỗ thông hơi chính diện. Thì đối với cặp loa này thì các bạn sẽ thấy tiếng bát rất là sâu nặng. Các bạn nhìn vào cái gân của nó, đó là gân mút đương nhiên rồi. Cái biên độ dao động lớn sẽ làm cho tiếng bát rất là sâu nặng. Một cái lỗ thông hơi đối diện chúng ta thì giúp cho các bạn sẽ nghe thấy cái tiếng trầm dội trực tiếp và các bạn sẽ cảm thấy tiếng bát của nó đầy đủ hơn. Và đặc biệt là nó sử dụng một cái chép titan. Thì các bạn biết rồi, dòng chép nào thì cũng có một cái ưu điểm và một cái nhược điểm riêng. Nhưng đối với dòng chép titan thì thường là nó sẽ làm cho giải cao trở nên lạnh lót chi tiết hơn. Và các bạn sẽ nghe rõ những cái tiếng leng reng của cái bản nhạc khi mà cái nhạc cụ nó đánh ấy. Thì các bạn nghe cảm thấy rất là đã tai. Và cặp loa này thì có rất nhiều anh em review rồi, và tôi để cho các bạn giá cực kỳ hợp lý. Cặp loa này có giá 27 triệu đồng. Các bạn thân mến, những cái dòng sản phẩm mà khi tôi báo giá cho các bạn ấy, thì đều không mặc cả, không trả giá và không gồm cước vận chuyển. Nếu như các bạn có nhu cầu mua sắm những dòng nghe nhạc chuyên nghiệp này, rồi những dòng karaoke chuyên sâu, thì các bạn có thể gọi điện cho chúng tôi. Và mục đích chính ở video clip này là tôi tiếp thị đến các bạn ba cái sản phẩm trước mắt. Tuy nhiên thì các bạn thấy những cái dòng sản phẩm mà tôi vừa điểm danh, thì các bạn có nhu cầu mua hay tìm hiểu về bất cứ một cái model nào, một sản phẩm nào, các bạn có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho chúng tôi theo một trong hai số trên tấm biển. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt.